Fancy Family, mẹ bỉm Gen Z nhảy cực sung trên mạng xã hội nói gì về những chỉ trích đã từng chịu. Mới đây, Minh Phương hay còn biết đến là mẹ bỉm Gen Z của gia đình Fancy E đã bật khóc vì lần đầu chia sẻ về những gì đã trải qua khi còn mang bầu con đầu lòng. Em là Phương, được mọi người biết đến là mẹ bỉm Gen Z nhảy cực sung trên mạng xã hội. Wow! Em có em bé rồi em cũng nhảy đúng không? Dạ, em mới sinh bé đầu lòng được 8 tháng. Và trong quá trình em mang bầu thì em vẫn duy trì đam mê của mình ạ. Lúc là em mang bầu em vẫn tập hả? Thực ra là đối với em ấy, nhảy múa với em rất là quan trọng. Nó không chỉ là cái đam mê mà nó còn bù đắp cho em rất nhiều cái khoảng trống trong tinh thần. Tức là từ nhỏ là em xa mẹ từ năm 4 tuổi. Và nhảy múa đã cho em một cộng đồng, những cái gia đình nhỏ, cho em có cảm giác là em được mọi người bảo vệ và mọi người yêu thương, thay cho cái sự khiếm khuyết trong tình cảm gia đình. Và quan trọng hơn là nhảy múa cũng đã cho em một gia đình nhỏ của chính mình, là cho em quen ông xã của em. Yeah. Ông xã đâu? Đây là một người đàn ông mà luôn luôn yêu thương và bảo vệ em. Trời, dễ thương quá à, tan chảy luôn á. Khi mà em mang bầu ấy thì em vẫn duy trì cái đam mê nhảy múa của mình. Vì em rất là thích nhảy nên là em thường xuyên đăng tải các cái video em nhảy với cái bụng bầu lên trên mạng xã hội. Và vô tình là mọi người chưa kịp đón nhận với cái hình ảnh là một mẹ bầu năng động. Do mọi người chưa có hiểu nhiều, đa phần nhiều các bạn trẻ cũng không phải là đã từng trải nghiệm giống như em. Chứ nếu như mà có bầu, mà nếu cơ thể của mình cho phép và bác sĩ cho phép thì chắc chắn cái điều đó không xấu gì cả. Với lại là những bạn dancer, họ rất là hiểu cái cơ thể của họ. Họ biết là cái giới hạn của họ tới đâu. Và khi mà họ làm những cái động tác đó, đó sẽ an toàn cho chính bản thân mình và cả em bé, đúng không? Mẹ nào thì cũng yêu thương con cả và cũng muốn dành điều tốt nhất cho con. Bản thân em trẻ tuổi nhưng mà em cũng như bao người mẹ. Hiện tại thì em đang đứng ở dưới đây để gặp chồng của bạn Minh Phương ạ. Bạn ơi, bạn có thể giới thiệu tên của mình cũng như là bạn đang làm gì được không? Em tên là Nguyễn Thắng ạ. Hôm nay thì em và vợ em bay từ Hà Nội ở đây đến với chương trình Ngày Đi Ngày Chi. Mà dù kết quả có ra sao thì đối với em thì vợ em hôm nay là tuyệt vời nhất ạ. Dễ thương quá. Mời cô đây. Dễ thương quá đi. Vì mình có nghe thấy những chia sẻ của bạn Phương ở trên kia, thì không biết là trong lúc mà Phương đang mang bầu cũng như là gặp những cái áp lực như vậy, thì mình ở bên cạnh mình đã làm những gì để cho vợ của mình có thể có một tinh thần phấn chấn hơn cũng như là vượt qua được cái những cái điều đó. Trong cái lúc mà khoảng thời gian vợ em mang bầu thì khi mà quay lên ấy, bị rất nhiều người trên mạng xã hội người ta nói những điều không hay. Em rất thương vợ em. Nhưng em cũng rất là muốn động viên vợ em, kể cả những cái mạng xã hội có nói cái gì thì vợ vẫn luôn là nhất ạ. Yes! Mãi hạnh phúc nha hai em ơi. Đón xem Ngày Đi Ngại Chi vào lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và trên Kasa TV.